ơi, mời. Trời ơi. Rồi chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Đình Đôn, năm nay em 30 tuổi. Em thì quê gốc ở Bình Dương nhưng mà hiện tại em đang sống tại Mỹ. Dạ em đang làm freelancer và cùng với vợ em, hai vợ chồng đồng nghiệp. Ồ, em dạ. Đi Mỹ lâu chưa? Dạ em đi cũng mới 2 năm thôi ạ. 2 năm, dạ. Hai con em. Dạ vâng, em chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận và cùng với tất cả quý vị khán giả. Thì em tên là Trần Thị Hoa, năm nay em 28 tuổi và em cũng là freelancer chung nghề nghiệp với chồng em luôn. Em thì là quê gốc thì ở Thái Bình mà hiện tại thì em đang sinh sống ở Bình Dương cùng với ba mẹ chồng. Dạ. Lần đầu tiên các em gặp nhau là như thế nào và ấn tượng của các em về nhau là ra sao? Dạ, vâng, lần đầu tiên tụi em gặp nhau là vào ngày 25 tháng 4 năm 2011 tại trường trung học phổ thông Phú Nhuận. Sở dĩ là có thể nghĩ nhớ được cái ngày tháng rõ ràng như vậy với địa điểm rõ ràng tại vì đó là nằm trong một cái chương trình quan sát của câu lạc bộ Thiên Văn thành phố Hồ Chí Minh. Thì tụi em có tham dự và anh Đôn là thành viên của ban tổ chức, còn em thì là người đăng ký tham gia. Cái chương trình quan sát Thiên Văn đó thì nó gồm hai phần anh chị. Phần đầu tiên là phần lý thuyết và phần thứ hai là phần quan sát thực tế ngoài sân trường. Thì em gặp vợ em lần đầu là lúc mà vợ em đang đứng lấp ló ở bên cái cửa. Thì em thấy cái cô này dễ thương quá, giống như là cái hình ảnh mà em tưởng tượng ra về cái hình mẫu của em á. Em rất là thích bài Giáo đường im bóng, trong đó có câu là nơi giáo đường im bóng tôi thầm mong ngóng, đắm đuối trong làn tóc mắt nàng huyền mơ. Đó, thì em thấy cái cô này giống như là em tưởng tượng vậy. Nên là em mới mong em tiến tới gần và em làm quen. Bằng cách là em ga lăng em mời vợ em vào trong hội trường để ngồi. Còn em thì đến bao lâu thì em mới gặp ảnh? Dạ, thì qua cái phần lý thuyết rồi thì đến phần quan sát ở ngoài sân trường. Thì em lại đúng vô cái hàng mà quan sát mà ảnh hướng dẫn cái kính thiên văn đó. Thì lúc đó là 9 giờ rồi. Tại vì gia đình em thì rất là khó. Thường là con gái là phải về có giờ giới nghiêm là 9 giờ, tối đa là 10 giờ phải có mặt nhà rồi. Thì em phải tính toán lần sau mình có thể đứng ở đó mình quan sát được thêm chút xíu nữa rồi mình mới về. Lúc đó thì em đang đứng ở cái kính thiên văn đó và em đang quan sát cái sao thổ luôn. Đó là cái hành tinh đẹp nhất trong Thái Dương hệ. Thì em bảo đảm luôn là nếu mà vợ em lần đầu nhìn thấy sao thổ là sẽ kết liền, bởi vì nó rất là đẹp. Nên là em rất là tự tin khi mà vợ em đến thì em nói về bầu trời, nói về cái kiến thức thiên văn để cho cô này có chú ý gì tới mình hay không. Mục tiêu của em là em xin liên lạc, bởi vì em sợ nếu mà cô này về mà em không có liên lạc hết, bởi vì Hoa là thành viên gọi là không có thường xuyên tới tham gia tình cờ thôi. Nhưng mà nói quá trời nói, nhưng mà cuối cùng vẫn là cái mục đích là muốn xin cái nick của cổ thôi, dạ, đúng không? Xin nick diễn đàn thôi, em là chủ động không có xin số điện thoại. Bây giờ em nghĩ nếu mà xin số điện thoại thì mình có hơi sổ sàng quá không? Nhưng với lại em là admin của diễn đàn đó, nên là nếu em có nick diễn đàn thì chắc chắn em sẽ biết được tất cả các thông tin email, số điện thoại em có hết. Và sau khi có nick rồi thì chắc chắn là phải có những cái buổi giao lưu sau đó, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thì lúc đầu gặp em cũng chưa có ấn tượng gì mấy đâu, nhưng mà đến cái lần thứ hai gặp mặt á thì ở trong ở cái quán cà phê mọi người đang họp như thế này, thì em ngồi phía này thì ảnh ngồi phía đối diện vậy, thì ảnh nhìn riết luôn, nhìn chằm chằm vậy nè, giống như là muốn ăn tươi nước sống. Dạ, đúng không? Cái em mắc cỡ đỏ mặt hết trơn luôn à. Đến nỗi mà cái chị kế bên á, chị nói với em là ủa em với Đôn lại là quen nhau hay sao? Cái em nói không phải, em mới gặp lần thứ hai à. Lý do gì mà cái lần thứ nhì thôi mà em nhìn muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy? Dạ bởi vì thật sự á, em muốn nhìn như vậy để Hoa chú ý đến mình. Tức là em muốn thay lời nói, em tạo điểm nhấn đúng không? Dạ đúng rồi. Chiêu thức hết em ơi. Thiên văn ủng hộ lắm, chơi trò lạ lùng. Rồi sau khi mà nhìn như vậy rồi, sau đó là tới cái gì nữa? Dạ khoảng một năm sau thì vào ngày 14, đúng cái dịp 14 tháng 2 năm 2012 luôn, là sau Tết á, thì thường nhà em cũng khó, là xin đi chơi thì không có cho đi với lại người lạ đâu. Nhưng mà cái đợt này, cái anh này anh rủ vậy, em cũng, nói chung em cũng mê trai quá. Người gật đầu luôn. Dạ, đây là đợt đó em chơi lớn luôn, em nói xạo gia đình là con đi chơi với nhóm bạn, với nhóm bạn thân con. Hôm đó đi Vũng Tàu chơi thì chiều hôm đó là tụi em đi ngắm hoàng hôn ở biển Vũng Tàu. Tại vì đó là dịp 14 tháng 2 mà nên người ta có đi bán dạo hoa đó. Người ta mời anh Đôn mua hoa.
Cái xong rồi em ngồi cái bên này em cũng nhắm nhắm là nếu mà anh này mà anh mua hoa mà anh tỏ tình với mình á chắc là mình cũng chịu á. Nhưng mà đợi qua luôn mà ổng không chịu mua. Xong rồi ngắm ngắm hàng hôm thì sắp lặn tới nơi rồi, thế anh cứ ngồi bên cạnh xong anh bắt đầu lân lân gần gần gần, cái anh định hôn nhà má. Cái em cũng thấy là có vẻ dấu hiệu rồi, cái em né ngại quá. Sau là cái thôi hai đứa đi ăn rồi đi về luôn. Đi về đâu? Có không có nói. Đi về Sài Gòn lại hay là đi về đâu? Dạ thì hôm đó thì em có nghỉ một đêm tại một khách sạn ở Vũng Tàu. Ở khách sạn nhưng mà là lấy mấy phòng? Tại vì cái ngày đó là cái ngày full phòng hết trơn à thưa quý vị, đúng không nào? Dạ đúng đó. Rồi. Có lấy phòng dễ không? Dạ thì tụi em lúc đó cũng còn sinh viên mà, cho nên là cũng tiết kiệm. Thuê có một phòng thôi. Mà tiếc là cái phòng đó nó chỉ có một giường thôi. À rồi, chuyện gì đến cũng phải đến phải không? Dạ nhưng mà chưa. Cái đêm hôm đó đó là tuy là hai đứa ngủ chung giường, nhưng mà em thì ngủ quay qua bên vậy nè, sau là Hoa ngủ quay qua bên kia. Và đêm đó không có chuyện gì xảy ra hết. Cái giường đó là giường mé 6, nhưng mà hai đứa là mé mé hai bên nè, xém lọt giường luôn. Thật ra trong lòng em á thì em cũng rất là muốn, nhưng mà em vẫn muốn giữ cái hình ảnh ban đầu mà em nhìn Hoa. Với lại em đã chú ý đến ai thì em suy nghĩ về chuyện tương lai, nên là em không muốn phá vỡ cái hình ảnh đó. Sau cái chuyến đi Vũng Tàu đó rồi thì hai đứa có những cái chuyến đi riêng gì tiếp theo nữa không? Dạ tiếp theo thì tụi em đi Đà Lạt ạ. Toàn đi những nơi lãng mạn không? Dạ, dạ vâng. Đi Đà Lạt thì cuối năm đó thì anh Đôn có rủ một nhóm bạn nữa, thì em thấy là đi cùng với nhóm bạn thì chắc là cũng có chuyện gì đâu, tại nhóm bạn chung mới cũng thân lắm. Nhưng mà không có ngờ rằng là đi lên rồi mới biết là anh nói là nhóm bạn kia là bận rồi tối đi sau. Bây giờ hồi sáng là tụi mình đi trước lên Đà Lạt chơi trước đã. Lên cái rốt cục là có hai vợ chồng, mà đêm đó là có hai vợ chồng ở Đà Lạt thôi. Rồi như là đó, cũng ngủ đau lưng nữa à? Yeah. Đêm đó làm sao? Đêm đó thì đã bật đèn xanh rồi mà, nên mình phải tiến tới thôi chứ làm sao mà đau là lưng không được. Có đau lưng mà đau mặt đúng không? Dạ chính vì đau mặt nên là đêm đó mới có chuyện xảy ra. Thôi chuyện gì? Nói chung là tại vì Đà Lạt cũng lạnh quá nên là cũng phải cần sưởi ấm cho nhau. Cái cảm xúc của em lần đầu như thế nào? Dạ cảm xúc của em lần đầu thì đúng rồi, lần đầu nó khi mà mình yêu thì mình thấy cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng màu hồng hết. Cái là sau đêm hôm đó nha, buổi sáng hôm sau tụi em đã chụp rất là nhiều bức ảnh. Tụi em chụp như điên vậy, chụp hai đứa cái gì cũng chụp hết trơn á. Và lúc em thấy Hoa đẹp vô cùng. Em thấy cái gì cũng đẹp, cũng tươi cái đó. Nhưng mà đẹp nhất là Hoa đó. Hoa đẹp nhất trong loài hoa hả? Bao lâu thì em mới cầu hôn cô gái này? Thì đến năm 2016. Mà cầu hôn đó thì nó cũng gắn liền với một chuyến đi của hai đứa luôn. Chuyến lúc đi đó, nữa? Dạ đúng rồi. Lúc đó thì hai đứa đi leo núi Virup ở Đà Lạt. Thì trước cái chuyến đó thì em không có nghĩ là em sẽ cầu hôn Hoa, nhưng mà sau bắt đầu vào chuyến rồi thì em mới có dự định là sẽ cầu hôn Hoa ở trên núi cho nó lãng mạn. Thì khi mà cả đoàn em đi ngang một cái gốc cây cổ thụ, gốc cây bơ mu, cái gốc cây đó là nghe cái anh dẫn đoàn nói là 1.300 năm tuổi, thì em thấy đây là một cái điểm quá thích hợp để mà mình cầu hôn Hoa cho nó ấn tượng. Nhưng mà trước đó là em không có chuẩn bị đến cả nhẫn cỏ em còn không có nữa mà. Nên là em mới tìm cách là em mượn cái nhẫn của một cái chị trong đoàn, mà chị cho em mượn cái nhẫn đó. Và em mới quỳ xuống em cầu hôn Hoa. Thực sự em cũng không nghĩ là anh sẽ cầu hôn đâu, tại vì cái gì gia đình cũng đã sắp xếp hết rồi. Cái lúc đó anh quỳ xuống để anh đưa cái nhẫn vào tay rồi em gật đầu đồng ý thôi, chứ cả hai đều không nói là cái ngầm gì hiểu hết. Luôn á. Dạ. Là coi như là cưới tôi đi đó. Dạ. Dạ. Bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Dạ tụi em yêu là 6 năm 4 tháng. Ôi, cho đến ngày cưới. Xong rồi gia đình em là đi định cư bên kia. Dạ. Là tới bây giờ vợ đang ở với mẹ chồng mà, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ, tại vì ba mẹ em thì cũng đi đi về về. À vậy hả? Đợt đó là sắp xếp là anh đi Mỹ tới 3 tháng trời lận. Thì trước đó tụi em chưa bao giờ mà trong quá trình 6 năm yêu nhau chưa bao giờ mà xa nhau có khoảng thời gian lâu như vậy. Mà đúng lúc đó thì em lại có bầu nữa. Mà em thì ngán vô cùng luôn. Thì lúc đó cứ vượt sức khỏe yếu rồi xong là nhớ chồng nữa, cho nên là khóc. Đáng lẽ là mẹ bầu thì phải là vui vẻ, nhưng mà thực sự là mình không thể giữ được cái tâm trạng của mình. Lúc đó là suốt ngày là khóc thôi. Thực ra vậy nè, cái khóc vì thương nhớ nó khác với khóc vì đau khổ. Dạ. Cái khóc thương nhớ là thường cái đứa con nó giống ba lắm. Dạ. Còn cái khóc và đau khổ lại khác nữa nha. Dạ, nhưng mà thực sự là bé rất là giống ba đó. Khóc vì thương nhớ đó. Tại vì khóc vì thương nhớ mà lúc nào nghĩ tới chồng, lúc nào ẩn hiện cái khuôn mặt của chồng trong đầu. Dạ. Anh đã giống ba. Dạ. Suốt 3 tháng đầu là khóc như vậy. Xong là nhưng mà em khóc em cũng không có giữ mình đâu. Là suốt ngày là gửi hình khóc cho ổng thôi.
Và lúc đó em ăn gì ói ra là cũng phải chụp cho anh không. Lúc đó thì vô cùng nóng ruột luôn anh. Lúc đó là em nhận được cái tin nhắn của Hoa, cái gì cũng cái gì cũng than hoặc là thấy hình, gửi hình qua toàn là khóc, nên là rất là nóng ruột, mong muốn về ngay. Bây giờ vẫn yêu xa mà. Dạ đúng có không? Thì sắp tới anh cũng phải qua Mỹ, cái khoảng thời gian qua xa thì rất khó khăn. Đó, chưa gì ngồi đây là nghĩ đến cái chuyện là sắp phải xa chồng rồi khóc nữa. Mà em xin lỗi ạ. Nói chung là cái khoảng thời gian xa nhau thì cũng rất là khó khăn, bởi vì như lúc mà có bầu thèm cái gì đó thì cũng không có thể nhờ đòi ảnh là được. Thì lúc đó cảm giác của mình thực sự rất là hững, nên rất là tủi thân. Vậy là bây giờ lấy nhau được mấy năm rồi ta? Bây giờ lấy nhau được gần 2 năm rồi. 2 năm rồi mà tụi em sống gần nhau được bao lâu? Dạ, tính ra thì thời gian sống chắc cũng khoảng nửa số thời gian đó. Là được 1 năm. 1 năm. Dạ. Như vậy thì có tìm được thói hư tật xấu của nhau lòi ra sau hôn nhân không? Dạ. Cho dù là có yêu xa thì vẫn phải nói về tật xấu của nhau. Thôi đó. Bây giờ ưu tiên cho người ở xa trước đi. Dạ. Nha. Sao Đôn? Dạ thì trước khi cưới thì hình mẫu của vợ em rất là đẹp. Giống như là cái cô bé mà em đã nói vậy đó. Nhưng mà sau đó thì em mới phát hiện ra là vợ em rất là nóng tính và rất là nóng nước. Em nóng là gì? Nóng vội á chị. Tức là muốn làm chuyện gì là làm liền chứ không có sự chuẩn bị. Còn em thì em trước khi làm gì đó em chuẩn bị nhiều. Rồi ngoài cái hấp tấp với lại cái nóng tính ra thì còn cái tật xấu gì nữa không? Chắc là em ít tật xấu hơn anh hả? Nhưng mà sao bây giờ Đôn còn không? Em thì hết rồi. Hết rồi không? Rồi tới em đó Hoa. Dạ, tật xấu thì anh toàn là tật xấu lạch vạch thôi. Những cái việc như là anh hay xả rác lung tung nhà, ví dụ như rác tay nọ hay vứt lung tung. Xong là chuyện tính vậy là đi vệ sinh á, thường là có cái bàn ngồi mà anh không bao giờ mà anh nhấc lên hết á. Toàn là lắc ra xung quanh không mà. Dạ, không phải đó, ẩu tả. Dạ, còn anh biết em rất là sợ ma. Em sợ ma kinh khủng luôn. Mà anh khoái nghe chuyện ma. Em nói là em không bao giờ nghe, em không bao giờ coi phim ma. Sao mà kể lại? Tại em sợ lắm. Dạ, thì anh sẽ kể lại cho em cái câu chuyện nào hay là anh kể cho em chuyện ma này hay lắm. Thế là em nghe thôi là em sợ, đêm là cứ đi vệ sinh là phải đánh thức ảnh dậy đi cùng. Không kể gì để cho em ôm ổng đó. Dạ. Chắc cái này cũng chiêu quá. Biết, coi như là biết vợ sợ ma mà vẫn. Dạ đúng rồi, đó là cái chiêu thôi. Mỗi lần mà em kể chuyện ma là sau đó nguyên ngày hôm đó là Hoa bám em liên tục. Đó đấy chưa? Đó. Cái đó cũng không phải xấu em. Không ơi. Phải là xấu, cái đó là cái là thú vị. Cái ý. Tụi em mong muốn anh thay đổi cái gì? Cái mong muốn duy nhất là em mong muốn anh nhanh nhạy, lanh lẹ hơn. Vậy thôi ạ. Thế còn Đôn mong muốn Hoa thay đổi em, gì? Em thì Hoa cái gì cũng kỹ càng, đừng có nóng vội quá, đừng có dễ cáu giận. Dạ. Là em hài lòng. Thôi bây giờ tụi em là chị chỉ mong tụi em mau đoàn viên, hiểu không? Để cuộc sống hạnh phúc hơn. Chúc cho hai em luôn luôn vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc như thế này. Dạ, và vâng. Yêu thương nhau trọn vẹn. Vâng, em cảm ơn anh chị. Chào hai em. Anh nói là mặt mọc, cái nó trời sao mặt anh trắng dữ vậy, trắng hơn cả mặt em luôn, trang điểm còn hơn em nữa. Nguyên cả quán đồn á là anh này màu tím. Kêu nói, ủa Diệp, sao bẻ thành thẳng hay vậy Diệp? Em thấy mọi thứ nó quá chỉnh chu, nó quá sạch sẽ tới mức mình cảm thấy khó chịu luôn. Con trai nó hơi xề xòa một tí phong trần, nó mới quyến rũ. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.